Mèo ăn cỏ á? Nghe cũng thú vị phải không nào? Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một loại cỏ mà mèo có thể ăn và thậm chí là mang lại lợi ích rất tốt cho cơ thể cũng như là sức khỏe của mèo. Đó là cỏ lúa mì. Cỏ lúa mì là một loại cỏ có thể giúp cho mèo nôn ra cái búi lông mà đang bị tắc ở trong ruột. Bên cạnh đó thì có thể cung cấp chất xơ để giúp cho mèo kích thích cái hệ tiêu hóa của các bạn ý. Việc nhai cỏ cũng sẽ giúp cho các bạn ý giảm thiểu các bệnh về níu, lợi. Đối với mèo mẹ đang mang thai và cho con bú thì cỏ mèo cũng sẽ giúp kích thích tuyến sữa của các bạn ấy nhiều hơn. Và còn rất nhiều các công dụng khác nữa. Một loại cỏ tốt như thế thì tại sao chúng ta lại không trồng phải không nào? Và ngày hôm nay thì hãy cùng mình trồng cỏ cho mèo nhé! Đây là hạt đã ngâm sau một nửa ngày. Bây giờ là 12 giờ trưa, mình đang nấu cơm trưa. Hạt nở rất là to. Mình có đặt một cái hạt chưa ngâm và một cái hạt đã ngâm rồi đây. Vậy là hạt đã no nước rồi đấy. Mình cũng đã chuẩn bị một cái chậu nhỏ rất là xinh để trồng ở đây. Và loại đất mà mình trồng đấy là đây là đất mùn dừa, là đất dành riêng cho trồng cây các loại rau mầm. Mình hay trồng rau mầm để ăn ở nhà. Bây giờ mình sẽ cho đất vào đây và bắt đầu trồng cỏ cho mèo nhé. Vì là ướt ẩm trong không có nước cứng, bạn có thể bóc thì nó có thể đổ ra ngoài dễ hơn. Thực ra thì với cái lượng đất như thế này, một cái chậu như thế này thì bạn chỉ cần một nắm là đủ rồi. Bởi vì mình trồng rau mầm rồi mình biết ý, nó mọc rất là nhanh và rất là dày. Mỗi một cái hạt như thế này thì nó sẽ lên là một cái cây cỏ. Thì các bạn nhìn bằng hạt thì nó ít vậy thôi, nhưng mà đến lúc nó lên cây ý, thì thực sự rất là nhiều. Nên là một cái gói nhỏ như bàn tay như thế này có thể trồng được khoảng 4-5 chậu cỏ thì đấy. Như thế này cũng vẫn là nhiều đây này. Hôm nay mới chỉ sang ngày thứ 2 thôi, nhưng mà cây thì cũng đã mọc lên khá là lớn rồi. Chỉ cần 1-2 ngày nữa là mèo có thể ăn được rồi. Hôm nay là ngày thứ 3 và cỏ thì đã có thể ăn được rồi. Đây là ngày thứ cho anh em này. Mình có thể cắt ra hoặc là để nguyên như thế để cho mèo ăn cũng được. Các bạn ấy sẽ tự cắn ra. Ngon không nhé?
Vứt đi phí thế. Nào, em ăn đi, không được vứt đồ đi phí lắm. Đây, chị đổ ngược lại nhá. Đúng rồi. Ngon không? Ngon đúng không? Để mang ra cho anh Sâu thử ăn nhá. Chị này. Ơ kìa, này. Sâu thích cái món này à? Đây, dễ hơn chưa? Mm-hmm.